phải nói là em thấy anh Vũ đỏ thắt đấy. Chỗ em đỏ này. Đỏ thật, sợ Lâm hôm nay xuất tiền cho mua cái thùng sơn đỏ nhé. 8k chuyển hết tiền cho anh Vũ. Chuyển tiền để anh cầm cho. Anh Vũ mở thêm cái tài khoản nữa. Website đào tạo Forex xin chào mọi nhà đầu tư. Mời nhà đầu tư theo dõi livestream trực tiếp trên thị trường của bên trung tâm đào tạo Forex. Tôi là Trần Quốc Minh, chủ website đào tạo Forex.com, người duy nhất trên thị trường giao dịch Forex này chia sẻ và minh chứng, dẫn chứng với mọi nhà đầu tư bằng những giá trị giao dịch thực tế trên thị trường để chia sẻ và cho nhà đầu tư thấy rõ về những giá trị vận dụng ở trên thị trường về đầu tư Forex. Trên thị trường giao dịch Forex này không có chuyện áo quần Forex thế giới hay rồ trader tham gia vào trong thị trường này cũng như là trader triệu đô tự phong trên thị trường mà chỉ ra ngoài bắn tín hiệu, đọc lệnh hoặc phân tích về xu hướng cũng như thầy dạy chỉ là gì nhỉ? Đưa ra chiến lược ở trên thị trường thì xin lỗi nhà đầu tư, đó chỉ là những kẻ lừa đảo mà thôi. Tài khoản này thì tôi giao dịch từ NF đến nay, đây là toàn bộ lịch sử giao dịch ở trên thị trường. Tiền được nạp vào đây là 5K1 ở trên thị trường và nhà đầu tư có thể thấy là đánh từ hôm NF là ngày mùng 7 tháng 10 năm 2022 cho đến nay. Mọi người có thể xem nha. Tiền nạp vào đây là 5.001 và gì nhỉ? Lợi nhuận đây là 2.007 và tiếp tục đây vẫn là đang lợi. Lời tiếp là khoảng tầm 400 mấy chục đô. Vậy thì nhà đầu tư thử nhìn vào đây và các bạn đưa ra những giá trị nhìn nhận cho bản thân mình. Lợi nhuận không có chuyện phụ thuộc vào trong thời gian bao nhiêu lâu hoặc là nhà số tiền bao nhiêu ở trên thị trường. Lợi nhuận được phụ thuộc vào trong kỹ năng giao dịch và những giá trị vận dụng, kinh nghiệm ở trên thị trường thực tế. Đó mới là những giá trị phản ánh về thực tiễn của người đứng ra chia sẻ trên thị trường. Giao dịch được thì vận dụng, được ở trên thị trường thì phải chứng minh bằng thực tế. Đây là điều mà mọi nhà đầu tư cần phải lưu ý. Tôi mong muốn rằng trên con đường mà bản thân chính các bạn tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex nên nhìn nhận thực tế, đánh giá cho thật rõ và nhà đi chậm lại để hiểu rõ về mọi giá trị ở trên thị trường. Trên thị trường giao dịch Forex này, tất cả đều phải nhìn vào trong thực tế từ chính những giao dịch của bản thân, người đứng ra chia sẻ trên thị trường để chúng ta nhìn thấy rõ về những thước đo giá trị trên thị trường, đó chính là tài khoản, lợi nhuận phụ thuộc vào trong kỹ năng của bản thân chúng ta chứ không phải phụ thuộc trong thời gian bao nhiêu hoặc là tài khoản 1.000 hay 5.000 hay 10.000 hay 20.000 hoặc có tiền càng nhiều lợi nhuận càng nhiều trên thị trường. Đây là điều hoàn toàn sai lệch mà nhà đầu tư cần phải lưu ý. Tôi mong muốn rằng những gì chúng tôi đang chia sẻ, những gì chúng tôi đang hỗ trợ cho nhà đầu tư trên con đường các bạn tham gia vào trong thị trường về đầu tư Forex nên đi chậm lại để nhìn nhận, nên đi chậm lại để đánh giá và thực tế thấy rõ được các giá trị thực tiễn này trên thị trường. Và tài khoản này hôm nay sẽ được bản thân tôi rút về khoảng tầm gần 6.000 đô trên thị trường. Và chúng ta cần phải biết rằng chúng ta sẽ có những cái điểm dừng khác nhau ở trên thị trường. Giao dịch được thì chứng minh được, giao dịch không được sẽ không có giá trị để kiểm chứng ở trên thị trường. Chỉ có những thằng trader mõm mới ra ngoài bán tín hiệu, đọc lệnh, phân tích về xu hướng, đầy rẫy trên các diễn đàn Forex, đầy rẫy trên các kênh YouTube chia sẻ về Forex, chúng đang nhăm nhảm ra ngoài để mà lùa gà, bịp bợm nhà đầu tư. Tôi chia sẻ về những góc khuất và những vấn nạn trên thị trường để cảnh báo nhà đầu tư. Xin chân thành cảm ơn mọi nhà đầu tư. Xin chào nhà đầu tư.